World Cup 2022 chính thức vắng Sadio Mane. Sadio Mane dính chấn thương ở chiến thắng 6-1 của Bayern Munich trước Werder Bremen. Tuyển Senegal vẫn hy vọng cầu thủ này có thể hồi phục nhanh chóng. Bởi vậy, họ quyết định điền tên anh vào danh sách tham dự World Cup 2022. Mặc dù vậy, kế hoạch đó đã bị phá sản. Senegal sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo 30 tuổi tại Qatar sắp tới. Chân chủ Liên đoàn bóng đá Senegal xác nhận, Sadio Mane sẽ vắng mặt ở World Cup 2022 do chấn thương. Hai bác sĩ của đội tuyển Senegal là Federe và Manuel Afonso đã có những cuộc hội ý với đội ngũ y tế của câu lạc bộ Bayern Munich. Theo đó, Mane cần lên bàn phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối mới gặp phải. Thiếu vắng Mane rõ ràng là tổn thất lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Aliou Cisse. Anh được coi là ngôi sao lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Senegal ở thời điểm hiện tại, bên cạnh Ismaïla Sarr. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.